Phân châu chất đống trên mộ nha, cả họ mắc bệnh hiểm nghèo nha. Đây các bác xem nha này, cái mộ tổ của các bác để phân trâu phân bò này, rác thải nó chất hàng đống lên đến chỗ này, chắc nó chất lên chắc phải 30 phân như này đã, nào là cả họ nhà bác mà người nào cũng mắc bệnh hiểm nghèo, rồi thì con cháu Không, nghèo tha phương cầu thực.